Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo sẽ được tiếp theo là bài Không Buồn Ngủ. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ Quán năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Đêm nay lại sao ta không buồn ngủ, đi đứng nằm ủ rũ nỗi niềm xa. Hình như nhớ những kẻ bê tha trong ảo mộng, đường danh lời đua chén mùi ông đâu có màng tiếng giọng của cảnh thế gian dường thế chốn ao tù, trong miệng khổ mấy ai mà thoát đằng, nơi cửa thanh ôi người càng quanh vắng, chốn nhà ma chen chút quá thêm đông, biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thương trăm họ ruột tớ thêm giò khúc, để trí suy dục thúc cả muôn dân. Bỗng hay đâu tầng tăng sĩ phải gắn dùi nơi hắc ám, nào ai biết tâm ta đời bác làm kiếp người dường chùm gợi bám vào cây ở thế. Giáp xanh chốn lìa nơi sông mê khô, cõi trần thế biết bao điều ai ô, hơn cùng thua nhắm mắt cùng ra ma. Chi cho bằng lúc sông xanh tìm lấy cuộc nhớ, chớ thuận thảo hay ơn là tránh đau. Thuở tuổi ấy là thời thơ ấu, ơn mẹ cha dạy dỗ lấy quy đi
Phật thanh dạy người trung lần yêu. Có nghịch phàm điều mang câu đàm tiêu, giữ sao tròn đạo nghĩa mới khôn ngoan. Lòng sắc số dân sanh nổi ngàn vàng, khó mua chuộc những người đầy liêm sĩ. Đường xa mới rõ biết tài ngựa kỳ, lúc nguy nàng tường tân kẻ vô lương. Phụ ông cha làm lắm thói bảo cường, chành ăn uống ganh em cùng ghét chao. Trời xanh mùi lạ loài thường hút mau, cùng lắm người mượn kế ấy dung thân. Nên thở xưa trời sắp cuộc phong thần, diệt kẻ quay lọc lừa dân lương thiền. Mong tạo hoa sắp xong tuồng cổ điền, đặng nhân sanh kiến cảnh ngõ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tình hướng đời chúng cực la. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khai hoàng sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quan. Trên kẻ trí lấy công bình phân đo, dưới vạn dân trăm họ được trẻ giới già dình ai chữ tự khiêm, không còn thấy loạn luân nền ca kề. Đạo tôi Chúa chắc dình câu chung thì, đạo thầy trò khắc cốt giới ghi xưa, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến tha. Biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ giới
chẳng thấy lũ gian phi xảo trá. Đạo bè bạn bất phân nhân giới ngà, chữ nghĩa tình sắc đá mãi bền gan. Trên non tiên văng vẳng tiếng phùng hoàng, Phật tiên thánh an ban cùng đinh quốc. Đời xuất thanh tỏ bài câu tim tất, ráng giữ gìn kẻo mất dấu hiền xưa. Những thói hư tật sâu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mang. Ta kể sơ ít điều cho dân bác, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Phật tử bi đặng chờ người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Đến đây nhau ngã dị trần, thôi dừng bút lại định thần xét suy. Giàu sang lắm kẻ vô nghề, ý mình trên bậc kề gì nghe nhân. Chẳng kia chẳng suy mưu làm quay nghiệp trần hoài mang. Vì chứ ta mắc tai nạn, lòng thương trăm họ lỡ làng từ cầu trời Phật độ tiêu tai, cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo sẽ được tiếp theo là bài Giọng Bắc Hòa Nam. Bài này thầy viết tại Bạc Liêu, năm Tân Tỵ. Kính mời chú quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Lâm sang rài đã rời ra, giao trong vậy mà xếp soi bàn giới luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bài ra. Hãy đời ta cùng thiết tha,
lời sẽ lời tình nghe mới tranh giành soi xỉa cùng với thay mà chẳng nung nao tranh cùng với đọt chừng nào mời lúc đêm hôm vắng về
lặng lẽ mà sự yên lặng để che nó gai gai ít điều rõ mãi thi cơ người khôn nghe nói ngẩn ngơ người ngu nghe nói mãi ngờ khùng tình riêng hay ghét ta tu hành hay mét làm chi hổ thai cho bậc tu mi thân mình chẳng sớm liệu cho xong miệng sự thế nhiều ông kêu hành ta dạy đời chẳng rảnh mà tranh gió đưa nhằm lúc đêm thăng lời ta dạy dỗ như nhành gẹo chim gắn công mài sắc nên kim những câu thời thế ta phiên đời như kế trương lương tâm thân nào nại gió sương hết gần rồi lại nói xa nói cho sang chúng đó mà dân giới chúng còn ghi mãi mãi đạo tu hành nói phải mãi
cùng số. Kinh giới xăm ngoài môi nó tùng đạo sĩ đồi bãi lùng gì ai đem nguồn chân lý bằng nay ta dài đời chẳng nề không lâu khuyên người danh lời chớ gào làm chi ngày sau sầu bi thương đời ta mới làm thi ở khuyên đời còn ân nhân đợi thời chưa đến nên phải làm kẻ mến Nam mô A Di Đà Phật.